Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Quý vị và quý cư dân đang theo dõi bản tin chung cư Vinda Homestay. Sau đây xin mời quý vị và quý cư dân đến với một vài chia sẻ của một bạn đoàn viên sống tại chung cư Vinda nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn. Xin chào, mình đây là Phạm Ngọc Trâm. Mình ở căn hộ số 704 ở tòa nhà CD3 của Vinda Homestay. Mình đã gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm lớp 10, tức là năm 2013. Và đến bây giờ mình đã học lớp 12 rồi, nhưng mà mình vẫn tham gia vào các hoạt động do đoàn trường tổ chức. Ví dụ như là đi phát cháo từ thiện ở Bệnh viện Máu Quốc gia, hoặc là đi từ thiện cho các em nhỏ không, tức là có điều kiện khó khăn ở vùng cao Tây Bắc. Tất nhiên là có một số trong đoàn trường, vì trường mới thành lập thì vẫn có một số khó khăn. Các đoàn viên trong đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường mình thì vẫn luôn luôn cố gắng để khắc phục các khó khăn đấy. Và mình cũng như là các đoàn viên trong đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường Trung học phổ thông Lê Lợi sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu là đội hậu cần xuất sắc của đội hậu cần xuất sắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là xứng với những gì mà Bác Hồ đã mong đợi. Trong tuần vừa qua, Ban Quản lý Tòa nhà Hyundai đã tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều hòa theo kế hoạch định kỳ quý 1 năm 2016. Để đảm bảo hệ thống điều hòa sảnh hoạt động hiệu quả và ổn định, nhất là trong thời điểm hè sắp tới, theo kế hoạch định kỳ, đơn vị nhà thầu sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa LG sẽ tiến hành bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều hòa sảnh dưới sự giám sát của nhân viên kỹ thuật của Ban Quản lý Tòa nhà. Việc bảo dưỡng đã được thực hiện trong 2 ngày, ngày 21 và ngày 22 tháng 3 năm 2016. Quý vị và quý cư dân vừa theo dõi bản tin chung cư Hyundai Homestay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.